Xin chào, bây giờ là mình chặt cây. Bây giờ nó sẽ có nồi hôi. Hôi chia. Giờ được không? Con chèo nhé. Con ngã. Có gì đâu. Bớt không sợ à? Đâu nè. Đấy, lắm. Người đây cây rất là hoành tráng các bạn này. Wow. Để chuột nó leo lên nhà nên là mình chặt. Nó tán to quá. Người dân tộc để chặt cây đốn củi. Mình làm ngoài cao đấy. Đâm xong lâu. Các bạn từng vào ông chưa? Chết chưa? Chết. Nó tắt. Bình thường. Qua xuống. Đẩy dễ xuống hơn không? Bố nói cái giường ấy. Hả? Cái bậc giống như cái giường giống cái bậc ấy. Cái leo lên cái này cũng dễ. Hạ xuống. Như có thông máy là có thông máy đây rồi. Bố cứ lên. Làm đây dễ.
đến chỗ kia. Đấy, lên nào. Tay vẫn hít. Đốt ong này. Toàn giấy. Đưa lên 1, 2 cái nữa. Xin chào các bạn, bây giờ ong đã bay rồi, mình phải quay tiếp. Giờ ong nó bay rồi, các bạn thấy không? Có ong to mà nhiều ong nó đã đi. Chúng ta đi hương châm này. Ai dù? Mai đang cưa. Đốt thêm vài cây lá. Các bạn, thấy, các bạn thấy không, cảnh rất là to này. Ôi trời ơi. Con tôm nó mắm ma. Để chặn ngay rồi. Chắc xin cho chú ấy. Vâng. Chắc chắn cái gì? Chắc giấy bác đúng ra đấy. Nào đi nào, núi tốt. Cố lên. Cố lên. Ông dâu dài. Đầu dài thế. Xin chào, mệt quá các bạn. Mắt bố qua cái gì ấy? Bụi. Chào các bạn, đấy. Cho ong vàng mình cắm xung quanh hương này. Đây nó bay này. Coi hương này nó không vào nó đốt được. Hương này. Đây hương. Đây hương. Xung quanh có khoái nó không bay vào đốt. Cái này bắt đầu không phải để mai thì bắt đầu mới cưa tiếp được. Cái đấy mới bằng cái đấy, nhưng mà ngoài bro phải chặt đi hỏng. Con chuột nó vào nơi này rất là đẹp. Được ạ. Một. Đấy.
Ai.